lãnh đạo nào mà cũng xinh đẹp, cũng tinh tế với nhanh nhạy như Yến ấy, công ty được nhờ nhờ. Yến mà đi lấy chồng ấy, cả họ nhà chồng được nhờ nhờ. Mà anh trai Yến cũng đẹp trai như Yến nhờ. Ý anh là Yến với cả anh trai đẹp giống nhau ấy, kiểu cùng một khuôn ấy nhờ. Anh mà được đi với Yến nhiều ấy, có khi anh đẹp như Yến ấy nhờ. Anh Ngân quá lời. Em mời anh ạ. Sao Yến chưa lấy chồng? Tại nhìn tay Yến chưa đeo nhẫn ấy. Đây này, giống tay anh ấy nhờ. À đúng rồi, xinh đẹp thế này mà lại chức cao thì làm gì có thời gian mà yêu đương nhờ. Theo anh, Yến cứ phải yêu cái người nào ở gần ấy, kiểu làm cùng tòa nhà ấy. Anh ăn cũng ly mà chả thấy uống gì nhờ. Ừ nhờ. Nhạt lắm, uống phí mồm. Cô ơi! Dạ. Có rượu trắng không? Kiểu rượu nếp, rượu niếc, me lá, me liếc ấy. Xin lỗi quý khách, bên em không phục vụ rượu nếp với cả bít tết ạ. Ý là cô bảo anh không biết ăn đúng điệu hay như là? À không không, ý em không phải là như thế ạ. Thế cái gì đi mua thì bảo không phục vụ gì? Em anh đùa mà. Em đi. Em xin phép ạ. Này, Anh Ân, em mời anh. Ở đây phục vụ hơi thiếu tinh tế anh nhỉ? Anh Ân thông cảm nhé. Ơ không, có gì đâu mà phải thông cảm. Anh chả nghĩ gì. Trước trăng tròn tháng này, ông cụ nhà anh kiểu gì cũng có chuyện. Nhất định hai người em phải lập gia đình nữa nhá. Không hai lời. Anh là trưởng nam, anh là cháu đích tôn. Anh đi mà lấy vợ để con đi. Cái Yến thì nó có cái gì hơn cháu đâu. Nó cũng đang ế lòi cả mắt ra. Bố yên tâm, con chăm sóc Yến chắc chắn Yến chỉ có tốt thêm thôi. Con vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Huyền, mặc kệ những lời dèm pha. Nhưng cháu cũng hy vọng là bác dạy lại con của bác. Có đau không? Vì ông đau thế này chứ đau nữa cháu vẫn chịu được mà. Con nói thẳng luôn là con không lấy vợ đâu.